Bệnh vảy nến là một bệnh viêm da mãn tính rất phổ biến, theo thống kê, có khoảng 2-3% dân số thế giới mắc phải bệnh này. Ở trạng thái bình thường, các tế bào da cũ sau khi chết đi sẽ bong ra và được thay thế bởi các tế bào da mới, nhưng đối với bệnh nhân mắc vảy nến, quá trình trên diễn ra nhanh gấp 10 lần do hiện tượng tăng sinh tế bào, khiến các tế bào da cũ và mới không kịp thay đổi. Tích tụ lại một chỗ tạo thành những màng dày, có vảy trắng hoặc bạc. Người mắc bệnh vảy nến không những có cảm giác đau đớn, ngứa ngáy mà còn chịu nhiều ảnh hưởng về mặt tâm lý khi có thể bị mọi người xung quanh xa lánh. Hiện nay ở Việt Nam, tỷ lệ người mắc bệnh vảy nến đang ngày càng gia tăng với nhiều dạng bệnh khác nhau. Kem bôi trị vảy nến. Chàm da, viêm da tiếp xúc EcoCalm đang trở thành đề tài được bàn tán rất nhiều trên các diễn đàn, trang mạng xã hội. Sản phẩm không chỉ được ví như khắc tinh của bệnh vảy nến, viêm da, mà còn thấm sâu tiêu diệt vi khuẩn, tiêu sưng, làm dịu và phục hồi da hư tổn. Vậy EcoCalm có phải là giải pháp an toàn, trả lại làn da mịn màng, khỏe mạnh hay không? Cùng giải đáp ngay sau đây. Là sản phẩm được bào chế dạng kem bôi giúp người dùng trong việc điều trị bệnh vảy nến được các chuyên gia da liễu khuyên dùng hàng đầu hiện nay, nhờ các chiết xuất 100% thảo dược trà xanh, gừng, hoa cúc la mã, tỏi, lá trầu. Sản phẩm vừa điều trị bệnh chàm, viêm da, vảy nến, kháng khuẩn, tiêu sưng, giữ ẩm, vừa đảm bảo an toàn, lành tính khi sử dụng. Với dạng kem bôi, sản phẩm giúp cho các dưỡng chất dễ dàng thấm sâu vào bên trong, làm phục hồi và tái tạo lại vùng da bị tổn thương nhanh chóng, đồng thời nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Thành phần tạo nên sản phẩm là các thảo dược thiên nhiên được chiết xuất theo tỷ lệ phù hợp cùng quy trình đạt chuẩn, trà xanh, gừng, chiết xuất lá trầu, chiết xuất tỏi, hoa cúc la mã, axit salicylic. Những người bị bệnh vảy nến lâu năm đã điều trị bằng nhiều cách nhưng không hiệu quả, những người bị viêm da do bị dị ứng, do tiếp xúc, người đang bị các loại nấm da, chàm da, những người hay bị lên mụn thường xuyên gây ra các vết thâm sẹo do mụn để lại. Làm giảm nhanh những triệu chứng khó chịu do bệnh vảy nến, viêm da, bệnh chàm da gây nên, tăng cường quá trình phục hồi và tái tạo lại cấu trúc của các tế bào bị tổn thương, từ đó chữa lành những vết thương, ngăn ngừa sự phát triển của bệnh, ngoài ra từ đó giúp phòng chống bệnh lây lan, làm dịu nhanh các kích thích, giúp giảm ngứa và hạn chế sự lây nhiễm, giúp tiêu sưng. Làm sạch vùng da để cho da được đều màu, tăng tính đàn hồi cho da bằng cách tăng cường độ ẩm giúp cho da luôn được mềm mại, bảo vệ da khỏi những tác động từ bên ngoài bằng cách xây dựng một hàng rào kiên cố bảo vệ da, kháng viêm, kháng khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn gây hại cho làn da, gây ra các tổn thương, giúp ngăn chặn sự phát triển của bệnh, tránh lây lan, tái phát lại. Tiêu diệt tận gốc cũng như loại bỏ hoàn toàn các nguyên nhân gây nên bệnh vảy nến, chàm, da, viêm da, giữ ẩm cho làn da giúp cho da được phục hồi lại vẻ khỏe mạnh, đàn hồi và làm mịn, thành phần thảo dược an toàn, lành tính. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì người dùng cần vệ sinh sạch sẽ da mặt bằng nước sạch hay nước muối sinh lý trước khi bôi sản phẩm. Sau khi vệ sinh và lau khô thì bạn lấy một lượng kem vừa đủ thoa đều lên vùng cần hỗ trợ điều trị, sau đó tiến hành massage nhẹ nhàng từ 5 đến 10 phút để cho các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong rồi để khô tự nhiên, không cần rửa lại. Và để mang lại hiệu quả thì nên dùng sản phẩm thường xuyên 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối, nên dùng liên tục khoảng 21 ngày để có kết quả nhanh nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tác giả và nhận được những video bổ ích hơn.